này thì chó mèo sẽ hay bị một là viêm hô hấp này, hai là viêm ruột này, ba là có những trường hợp sốc nhiệt do chủ vật nuôi để bé ở những chỗ quá nắng. Nhiều khi có những em để trong điều hòa nhưng mà lạnh quá hoặc là cứ chạy từ chỗ điều hòa chỗ không có điều hòa cũng gây ra hiện tượng viêm hô hấp, viêm họng. Những ngày nóng nắng thì mới có những ca sốc nhiệt mà mình phải cấp cứu. Phải đến trong tình trạng là chảy máu mũi rồi thở sốc rồi chân tay co cứng co giật trong thời gian khoảng nửa tiếng một tiếng mà không được cấp cứu thì hầu như các bé sẽ tử vong hoặc chuyển sang trạng thái là hôn mê liệt. Trung bình một ngày có khoảng 5-60 ca bị ốm do ảnh hưởng của thời tiết nóng nắng. Đấy, con chó tôi này làm được 3 ngày rồi, dạng này nói chung là đỡ rồi, hôm gọi đến đây là nó đi nó không bút. Mùa hè nóng được này thì mình cần phải cắt cái lông mèo cho nó khỏi thể nóng. Sốc nhiệt cũng là một trong những bệnh mà bên mùa hè thì chó mèo hay bị, cho nên cần phải có những cái quan tâm đến cái lĩnh vực này.